Trong tập mới nhất của chương trình Our Song Việt Nam, ca sĩ Thanh Lam và Thu Minh đã kết hợp trình diễn mashup tình 2000 có không giữ mất đừng tìm. Trong đó có một phần ở gần cuối hai ca sĩ đọ giọng, thể hiện kỹ thuật thanh nhạc nhưng nhận những ý kiến trái chiều từ khán giả. Có người cho rằng phần này quá ồn ào khiến họ không thể nghe rõ điều gì, thậm chí thấy nhức đầu. Có người tưởng tượng đang mở cùng lúc nhiều bài hát nên chúng lồng vào nhau nghe không liên quan. Hay có khán giả bình luận vui cho rằng hai ca sĩ đang đánh nhau với âm nhạc. Còn có ý kiến nói rằng không phải việc làm mới bài hát lúc nào cũng hay. Thu Minh tiết lộ phải gọi điện cho Thanh Lam vào lúc 4 giờ sáng để thương thuyết. Thu Minh giữ vai trò chủ đạo trong tiết mục này, hứa hẹn mang đến những điều thú vị mới mẻ mà Thanh Lam có thể chưa từng làm. Chẳng hạn vừa hát vừa nhảy đu dây trên cao. Thu Minh nói muốn đưa Thanh Lam ra khỏi vùng an toàn và được đàn chị hưởng ứng. Dẫu vậy, Thanh Lam cho rằng việc này cũng khá khó nhưng muốn làm thì phải hết mình. Đây không phải lần đầu tiên Thanh Lam hay Thu Minh gây tranh cãi thu hút sự chú ý của dư luận vì trưng trổ giọng hát. Có giai đoạn kéo dài vài năm, Thanh Lam bị phản ứng vì cứ xuất hiện trên sân khấu là gào thét, trong đó có những bài không cần thiết như thế. Thậm chí nhạc sĩ Quốc Trung từng khuyên chị bớt điên trên sân khấu. Còn Thu Minh thì từng có màn tranh giọng với Mỹ Linh gây xôn xao dư luận vào hơn 15 năm trước khi hát khúc giao mùa. Gần đây, ca sĩ cũng bị phản ứng khi gào thét trưng giọng khi hát Hai con thằng lằn con. Nhiều khán giả cho rằng nữ ca sĩ phá nát bài hát thiếu nhi nổi tiếng. Sau đó, Thu Minh lên tiếng cho biết sẵn sàng nhận những lời chê, nhưng là lời chê có văn hóa.